Ôi, chào mọi người, đây là thành quả nha mọi người. Đây, quay rất là đẹp. Ở chỗ bị nhặt rác nên là nó không có quay được. Chỗ này mình sẽ xử lý xem. Rác này. Rồi cơ bản là chạy ổn hết. Đó. Đây. Đó. Rất là mát. Hệ thống phun mái tôn. Chỉ nó làm mát mái tôn nha mọi người. Số keo chỗ nó bị nhặt rác nên mình sẽ xử lý sao. Rồi cơ bản là ổn. Cơ bản là ổn. Có mấy cái bị nhặt rác. Nhặt rác đơn giản thì mình lấy mấy cái cây tim nè mọi người, mình chọc vào cái lỗ này đó, chọc vào lỗ đó nó sẽ dâng rác ra đó, nó phun rác ra cây sắt cái gì cũng được. Cơ bản là ổn định rồi.